Thiều Bảo Trâm có tình mới sau 2 năm chia tay Sơn Tùng MTP, hé lộ điều thú vị về chồng tương lai. Bên cạnh con đường ca hát, cuộc sống đời tư của Thiều Bảo Trâm cũng nhận được sự quan tâm không kém. Đặc biệt là kể từ sau tin đồn rạn nứt mối quan hệ với Sơn Tùng MTP, Thiều Bảo Trâm là nữ ca sĩ sở hữu nhan sắc ngọt ngào, vóc dáng chuẩn chỉnh được nhiều người ngưỡng mộ. Bên cạnh sự nghiệp ca hát, Thiều Bảo Trâm còn được chú ý nhờ gu ăn mặc đa dạng, phong cách. Trong quá khứ, Thiều Bảo Trâm từng bị đồn đoán có quan hệ tình cảm với nam ca sĩ Sơn Tùng MTP trong suốt 8 năm. Tuy không chính thức công khai, nhưng netizen nhiều lần soi được bằng chứng cả hai hẹn hò, mặc đồ đôi, sống chung nhà. Tuy nhiên, 2 năm trước, Thiều Bảo Trâm và Sơn Tùng MTP rộ nghi vấn chia tay sau vụ drama ồn ào liên quan đến chiếc bánh kem trà xanh. Sau loạt đấu tố, cuối cùng Sơn Tùng MTP ẩn ý về quyết định chấm dứt quan hệ với người yêu trên sân khấu đầu năm 2021. Sau ồn ào chia tay Sơn Tùng MTP, Thiều Bảo Trâm ngày càng thành công trong sự nghiệp ca hát, nhan sắc thăng hạng. Cô nàng nhận được nhiều sự yêu mến, quan tâm hơn của cộng đồng mạng. Thiều Bảo Trâm chia sẻ, cô không hối tiếc bởi mọi điều đã xảy ra trong cuộc sống. Cô trân trọng những người từng đến, từng đi và cả những người vẫn đang ở lại. Mỗi lần chạm đáy là một lần ta rũ bỏ những gì cũ kỹ để khoác lên mình một diện mạo mới, sống cuộc đời mới với một thế giới quan đã hoàn toàn đổi thay. Bản đi gần 2 năm, mới đây, Thiều Bảo Trâm bất ngờ làm rộ lên nghi vấn có tình yêu mới. Nguyên nhân khiến netizen đặt ra thắc mắc do dạo gần đây, nữ ca sĩ thường chia sẻ story sau Tết tươi sáng lạc quan về chuyện tình cảm. Cô bóng gió nói về tầm quan trọng của việc bị một ai đó thu hút trên Instagram cá nhân. Bị thu hút bởi vẻ ngoài của ai đó chỉ là điều tạm thời. Bị thu hút bởi lối sống, cách suy nghĩ, sự chân thành và tử tế của họ sẽ là điều đặc biệt, có thể gắn kết các mối quan hệ được tốt đẹp và bền lâu. Hãy luôn tìm đến những người, nơi có nguồn năng lượng tốt và phù hợp để cuộc sống của chúng ta được nhẹ nhàng hơn, bình yên hơn. With my love. Đầu năm 2023 đến nay, Thiều Bảo Trâm liên tục đăng tải nhiều bài viết về gu bạn trai như: người ta hỏi gu của em là gì, em thích mắt nhỏ và trái tim nhỏ. Mắt nhỏ đến nỗi chỉ nhìn thấy mình em trong hàng vạn người, tim nhỏ đến nỗi chỉ chứa được em mà không có chỗ cho ai khác nữa. Không những thế, mới đây nhất, Thiều Bảo Trâm còn bất ngờ nhắc đến chồng tương lai, khiến các fan nháo nhào. Cụ thể, nữ ca sĩ chia sẻ, mỗi ngày ra đường phải luôn thật xinh nhé các bạn gái ơi, sơ hở là gặp ngay chồng tương lai lúc nào không biết, hoặc vẫn đầu hoa nở rộ mà tóc tai bù xù, mặc bơ phờ ngái ngủ là không được rồi. Nhân dịp Valentine 14 tháng 2 vừa qua, netizen còn soi được chi tiết bó hoa hồng được gói trong giấy quà đáng yêu đặt trên một góc bàn vị trí Thiều Bảo Trâm chụp ảnh. Điều này làm dấy lên nhiều nghi vấn, phải chăng giọng ca sau lưng anh có ai kìa đã bắt đầu một mối quan hệ tình cảm mới sau thời gian dài im ắng từ vụ chia tay ồn ào. Sau loạt hình ảnh và trạng thái của Thiều Bảo Trâm, nhiều khán giả mong muốn nữ ca sĩ sẽ sớm tìm được một nửa của cuộc đời mình. Thiều Bảo Trâm càng ngày càng lên hạng, nhan sắc chị Thiều Bảo Trâm ngày một xinh xắn, hy vọng chị sẽ tìm được tình yêu mới của cuộc đời. Nhìn nhan sắc Thiều Bảo Trâm cứ như lão hóa ngược vậy đấy, ngày một xinh xắn, hy vọng chị ra đường sẽ gặp được chồng tương lai luôn nhé. Trước đó không lâu, Thiều Bảo Trâm cũng đăng đàn tâm sự chuyện muốn sinh con gái, đồng thời muốn cho con đi học võ. Thiều Bảo Trâm viết trên trang cá nhân, trong tưởng tượng sau này sẽ đẻ con gái đầu lòng, xong nhất định sẽ cho con đi học võ. Này được coi người thật việc thật, em cưng quá đi thôi. Động thái này càng khiến dân tình thêm phần tò mò, đặt ra nhiều nghi vấn, trong đó có cả việc nữ ca sĩ đang trong một mối quan hệ nào đó. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán từ dân mạng, mọi chuyện có lẽ phải đợi Thiều Bảo Trâm công bố.